sàng dèo lóc biếc nơi hiên nhà, bên nhau ta vui múa hát ca, ngân vang tiếng sáo chan hòa, cao nguyên đẹp lắm anh à. Chỉ muốn bên anh thêm một giây lát, gạt hết tâm tư cho thỏa khao khát. Ta lướt qua những ngọn đèo cùng đôi mắt trong veo, xuân đang về lòng ta thêm não nề. Khi mà ta càng lớn lớn lớn, ta càng đi xa xa xa, càng lớn ta càng thèm trở về, vì về nhà ăn Tết. Bước chân đi ra đường ngắm hoa ngắm phố phường, nhà nhà lòng bồi hồi và nhớ thương, mong nhớ về lại với cố hương. Giờ này năm ngoái bố cắm hoa đào bay lên mâm ngũ quả, mẹ gói bánh trưng, mấy đứa em đang ngồi xếp lan chuẩn bị cho một năm mới sang. Mặt trời đang xuống ngang lưng đồi, bố mẹ để em bé trên lưng, vây quanh nồi thêm ai, rộn ràng lời nói bên tai, xuân sang tết đến bao gánh nặng trên vai. Bao tháng ngày ở xa, có nhiều thứ đã trải qua. Nhớ ngày bé của chở ta, 30 tết đã chở hoa. Ta chăm chỉ cả đời mong có một khoản để khi về già, chạy thật xa để đến cuối năm lại đi về nhà. Chỉn chu không xuề xòa, gian khó không nề hà. Cuối năm đi về nhà, tết đến mới cùng nhau về nhà. Các nghệ sĩ, xin lì xì các bạn, sẽ ơi, đây, chúc mừng năm mới mọi người, vui năm mới các bạn nhá, chúc mừng năm mới. Cảm ơn các nghệ sĩ đã mang đến cho trường quay đầu năm một không khí rất là tươi mới, đúng không chị Mỹ Duyên? Đúng rồi, đặc biệt chúng ta còn hân hạnh được đón tiếp bạn Xuân Trường là quán quân Rap Việt năm 2023. Xin cảm ơn bạn, và bạn có muốn nói điều gì với khán giả VTV nhân ngày đầu năm mới không? Double Chutty muốn gửi lời chúc tới tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình sẽ có những ngày đầu năm mới thật là vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc bên những người thân, gia đình và bạn bè, và chúc mừng năm mới. Còn với bé Sệ Sệ thì sao? Thì con có nói điều gì với quý vị khán giả đang xem chương trình nữa không? Có. Happy New Year các cô chú. Chúc mừng năm mới các cô chú. Đáng yêu như thế thì cô phải tặng ngay cho Sệ Sệ một phong lì xì tiếp nha. Cảm ơn Sệ Sệ, cảm ơn các nghệ sĩ và cảm ơn Bùi Xuân Trường với nghệ danh là Double Tutti. Trong năm 2023 đã truyền rất nhiều cảm hứng tích cực cho các bạn trẻ nói chung, trong đó các bạn trẻ vùng dân tộc thiểu số. Và chúng tôi tin chắc rằng nguồn cảm hứng tích cực đó sẽ được tiếp tục truyền tải trong năm mới Giáp Thìn 2024 cũng như trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin cảm ơn ạ. Tết đến xuân sang gieo vào lòng người những hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi mong rằng trong những ngày đầu xuân mới này có thể thắp lên niềm tin mới trong mỗi người với chương trình đặc biệt thường niên của Đài Truyền hình Việt Nam. Chào mừng quý vị đến với Tết với Đồng bào 2024.
xuân gieo lộc biết. Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì xuân đã về khắp nơi trên tổ quốc thân yêu của chúng ta. Và để có được sắc xuân về trên mỗi bản làng, ngõ phố, mỗi xóm thôn, cần ở đó biết bao những bàn tay vun sới. 54 dân tộc trên đất nước chúng ta là 54 sắc màu văn hóa rực rỡ. Chúng ta đang thấy những hình ảnh của triển lãm Dáng sống một cuộc đời rực rỡ. Với hành trình 99 ngày, nữ đạo diễn nhà báo Bông Mai đã có một chuyến đi xuyên Việt trong năm 2022 để tìm hiểu, khám phá nét độc đáo đặc sắc trong trang phục của các dân tộc trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Xin được chào đón nữ đạo diễn Bông Mai. Chào chị Bông Mai, chúc mừng năm mới chị. Chúc mừng năm mới mọi người và mong một mùa xuân mới vui tươi hạnh phúc. Chị Bông Mai này, với 365 ngày trong một năm, mỗi ngày chúng ta đều rất đáng nhớ. Nhưng chị Bông Mai thì có một hành trình rất đặc biệt trong 99 ngày. Trong thời gian đó thì điều lớn nhất chị nhận được là gì? Mai rất là vui được có mặt ở đây chia sẻ cái câu chuyện của mình. Mặc dù đây là một cái hành trình thì như mọi người cũng gọi là yêu ái thì mọi người nói đây là một cái hành trình ý nghĩa. Nhưng đối với Mai thì cá nhân Mai thì Mai nghĩ là đây là một cái hành trình thay đổi bản thân mình rất là nhiều và mang lại những cái thông điệp cho những người phụ nữ quanh mình. Vì thông điệp chuyến đi của Mai là thông điệp dám sống một cuộc đời rực rỡ và Mai lấy cái thông điệp đó để nói về câu chuyện về những người phụ nữ và nói về câu chuyện của chính bản thân mình nữa. Từ một chuyến đi đến một triển lãm và ngay từ cái tên của triển lãm đã gây ấn tượng với rất nhiều người. Vậy thưa chị Bông Mai, thông qua triển lãm Dám sống một cuộc đời rực rỡ thì chị muốn gửi gắm thông điệp gì tới mọi người ạ? Dám sống một cuộc đời rực rỡ thì lúc đầu mọi người có nói Mai là tại sao lại dùng cái từ nghe nó mạnh như thế, rồi là tại sao lại là dám mà là không phải là hãy. Thì Mai cũng có một cái chia sẻ là dám là bởi vì đôi khi chúng ta, nhất là phụ nữ ấy, phải sống với rất là nhiều trách nhiệm khác nhau, với rất nhiều kỳ vọng của những người khác nhau. Cho nên là phụ nữ họ không được làm những cái điều mà mình nghĩ là mình được phép làm hoặc mình muốn làm. Cho nên Mai nói là dám có nghĩa là họ bước qua những cái rào cản của xã hội, bước qua khỏi những cái định kiến đấy để họ được làm những cái điều mà mang lại hạnh phúc cho mình. Bởi vì là Mai, quan điểm của Mai là nếu như bạn thật sự hạnh phúc thì bạn mới cho đi hạnh phúc được. Cho nên là phải sống cuộc đời của mình thì mới được hạnh phúc, mà hạnh phúc đấy mình có thì mình mới có thể cho đi được. Có nghĩa là bản thân mình trước hết là phải hạnh phúc trước thì vâng, mình sẽ truyền được cái cảm hứng đó đến với tất cả mọi người, đúng không ạ? Đúng ạ. Có thể nói là hành trình dám sống một cuộc đời rực rỡ của chị vừa nói thì đã cho chúng ta góc nhìn về sự tiến bộ của phụ nữ dân tộc thiểu số thời hiện đại. Họ là những con người văn minh, làm chủ cuộc sống của mình. Vẫn biết không ai có thể lựa chọn nơi sinh ra mình, thế nhưng ai cũng có thể lựa chọn một cách sống. Và nhiều người đã chọn cách sống một cuộc đời rực rỡ. Điều đấy cũng thực sự ý nghĩa, đúng không chị Mai? Mai nghĩ là cái chuyến đi này của Mai thì những cái người mà Mai học được nhiều nhất chính là những người phụ nữ dân tộc thiểu số. Chính vì vậy thì sau khi trở về thì Mai làm một cái cuốn sách về trang phục dân tộc, cũng là để một cái món quà để tặng lại những cái người phụ nữ mà Mai đã gặp. Cũng giống như là để mình nói rằng là cái người phụ nữ họ đẹp ở cả tâm hồn, đẹp ở cách sống và đẹp ở trên những cái bộ trang phục của họ nữa. Trong trường quay lúc này thì chúng ta có thể thấy là rất nhiều bức ảnh trong triển lãm Dám sống một cuộc đời rực rỡ của chị. Có bức ảnh nào, có nhân vật nào, câu chuyện nào khiến chị nhớ nhất trong suốt hành trình đó không ạ? Thực ra thì đối với Mai, một cái hành trình đi với hơn 1.000 bức ảnh ấy, thì thực sự nó là đều là những cái khoảnh khắc quý giá cả. Và khi mà hôm nay quay lại đây, mình ngồi lại mình nhìn lấy cái bức ảnh này, mình cũng cảm thấy là nó rất là xúc động vì nó đánh dấu cả một cái quãng đi dài một mình của mình nữa. Thì Mai đi, Mai gặp rất là nhiều người đồng bào. Thế nhưng mà có lẽ là cái câu chuyện tại sao Mai chọn là mảnh đất Tây Nguyên để nói về ngày hôm nay. Và cái câu chuyện của hai ông bà, tại sao Mai nói là câu chuyện ấn tượng, bởi vì khi mà Mai gặp ông bà thì đây là hai con người ở hai gia đình khác nhau, nhưng mà họ ngồi vào với nhau và họ bạn nói về những cái câu chuyện mà họ kể về cái quá trình mà truyền lại cho con cháu. Và Mai thấy đây là một trong những cái điểm mà nó rất là khó quên trong hành trình này, bởi vì chúng ta vẫn thấy là bây giờ dần dần văn hóa nó bị mai một đi. Và không có những cái con người mà tâm huyết như thế thì rõ ràng là cái thế hệ sau họ sẽ không còn biết đến văn hóa dân tộc của mình nữa. Và cái mà Mai nói là ấn tượng mà nhất là trong cái khung hình này nó ấn tượng là bởi vì hôm đấy Mai nhớ là ghi hình vào lúc kiểu gần buổi chiều thôi, mặc dù là không có ý định là như thế, nhưng mà bị trôi cái thời gian đi và quay vào cái lúc đấy thì khi mà ông thổi kèn, ông thổi đinh ba để cho bà hát ấy, thì ông có nói là đây là một cái bài hát mà sau khi lao động về thì bà con hay ngồi ở hiên nhà vào lúc chiều tối để kể chuyện với nhau và tâm sự với nhau. Thì đúng là cái cảnh đấy, mọi người có thể nhìn trên bức ảnh đấy, đúng là cái cảnh lúc đó là cái cảnh hoàng hôn. Và Mai nhớ mãi là cái ấn tượng lúc đó thì tất cả mọi người xung quanh kéo đến xem rất là đông. Và cái làn điệu bà hát cũng rất là hay, làn điệu kể về những con người Tây Nguyên dũng cảm.
vẫn là những sắc màu rực rỡ. Mời chị Bông Mai cùng quý vị đến với Tây Nguyên để chứng kiến một cuộc sống mới với sự tự tin bản lĩnh cũng đầy sắc màu của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Cười miệt mài dệt từng tấm thổ cẩm vốn xuất hiện thường trực trong mỗi nếp nhà của cao nguyên hùng vĩ. Chiếc gùi chỉ quen lên nương lên dẫy. Đôi tay nặn gốm là một phần trong sinh hoạt thường nhật tại các buôn làng. Tất cả hoạt động bình dị ấy nay trở thành trình diễn, trở thành nét văn hóa quý giá để bà con trên mảnh đất Tây Nguyên tự tin khoe sắc trong ngày hội mừng đón xuân về. Văn hóa là cội nguồn dân tộc, là tình yêu của đồng bào cho đất nước quê hương. Năm là nay dân làng chúng tôi được làm ruộng làm rẫy vui lắm, ăn Tết lớn lắm. Cả dân tộc Kinh, cả dân tộc Mạ, chúng ta đoàn kết với nhau nữa, nắm tay cũng tiến lên cho giàu có Việt Nam mình. Cao trăng túi sro, quê rây tầm đam. Xuân đến gieo niềm tin và hy vọng đến với tất cả mọi người. Năm nay nhất định phải đủ đời hơn năm qua. Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với kỳ vọng tạo sức bật cho vùng đất giàu tiềm năng này. Tây Nguyên với đại ngàn hùng vĩ là biểu tượng của tinh thần kiên trung bất khuất. Hiện nay trên địa bàn vùng có tới 45 dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm khoảng 32% dân số. Những con người ở vùng đất huyền thoại này đang tiếp tục gieo vào đất và gieo vào đời những hạt giống tốt lành. Những cái người dân tộc ngoài những cái cảm xúc rất là trong sáng, rất là hồn nhiên thì triết lý sống của họ, nếu họ gieo được một hạt giống tốt thì chắc chắn họ sẽ có những hạt thóc tốt. Và nếu như họ sống tốt thì cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng điều đấy ai cũng biết, nhưng mà họ đã sống được như thế. Người miền núi mùa nôm khung trời, trời tự do giữ trong vòng tay. Cho đều tay khu dòng suối, mua cho đều thân vương bờ núi, mua cho đều chân đi thang tới quang đời ngày mai. Anh trang thành ngắm nhìn rừng xa, trong tay theo, trong tay
cánh chim tơ lang với ý nghĩa chuyên chở phước lành tới với mỗi mái nhà, mỗi con người ở Tây Nguyên trong dịp đầu xuân mới. Và ngày hôm nay, chim tơ lang đã xuất hiện trong Tết về đồng bào 2024 cùng với những vị khách mời đặc biệt, những câu chuyện rất đặc biệt. Chúng ta cũng hy vọng rằng may mắn, hạnh phúc đủ đầy sẽ đến trong suốt cả một năm này, đúng không ạ? Đến mỗi vùng miền thì mọi người sẽ thấy ở trên cả cái giải đất Tây Nguyên đấy, nó có một cái nét văn hóa chung là cồng chiêng, rồi là các cái điệu múa của họ. Nhưng tuy nhiên cái về sắc phục, rồi là về các cái cách mà lễ hội, tổ chức lễ hội của họ nó cũng có khác. Và cái mà khi mà hôm nay chúng ta đang nói về chuyện về mùa xuân ấy, thì Mai nhớ là trong cái chuyến đi của mình thì có một bà cụ người Cơ Ho, bà có hát một cái làn điệu và bà kể với Mai đây là một cái làn điệu mà mọi người hát vào mùa xuân. Và một cái thông điệp nó rất là hay, tức là chúng ta là anh em một nhà, chúng ta phải đoàn kết và yêu thương nhau. Thực sự Mai nghĩ đấy là một cái thông điệp nó rất quan trọng trong mùa xuân, bởi vì mùa xuân nó có đẹp hay không, nó phải được từ gia đình, từ chính những con người yêu thương nhau, thì cái mùa xuân đấy, cái bản làng đấy nó mới được ấm no và hạnh phúc. Chị Bông Mai đã đi khắp dọc miền đất nước, nhưng mà có một nơi mà tôi chắc chắn rằng chị cũng chưa đến. Và nơi đó cũng có những con người sống một cuộc đời giản dị nhưng cũng không kém phần rực rỡ. Mời chị theo dõi đó là nơi nào nhé. Và chương trình cũng xin được cảm ơn chị Bông Mai đã đến với Tết với đồng bào 2024 ạ. Vâng, cảm ơn. Và ngay bây giờ mời quý vị hãy cùng tôi khám phá Tết ở nơi rất đặc biệt. Thông thường phải đến tháng Chạp âm lịch thì mọi người mới dọn nhà đón Tết. Thế nhưng có một nơi, việc dọn nhà, chuyển nhà để ăn Tết đã diễn ra ngay từ tháng 9 âm lịch. Và đó là đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau. Ở đây nó có hai mùa, mùa Nam và mùa Chướng. Mùa Chướng thì qua dài qua mặt Nam, Nam thì dài qua mặt Chướng. Còn tháng 9 mặt Chướng dài qua mặt Nam. Cái hòn này mình sống theo mùa gió, sống như tới tháng 9 là bên gần bản, bên gần Chướng vẫn sống. Bên đây thì mình qua bên Nam này mình dọn nhà qua ăn Tết. Năm nào ông Tết nhà mới chứ á. Nhưng khi thiếu này thiếu kia lắm, không đầy đủ mà cũng giờ ăn gì cũng được rồi, cũng mừng rồi. Thường dịp Tết thì hay mua bông để trang trí ở trên bàn thờ, củ quả, trái cây, thịt thà đó. Bà con ở đây người ta cũng thân thiện. Khi mà Tết lại là súng nhau là chơi chỗ một à. Nhậu sáng nhắn đi cho cá bình thường vậy đó, cho nó nghỉ. Vui lắm, Tết thì nó chạy vỏ thì xuống với bè, ghé bè này tới bè kia vậy đó, rồi đầu ca hát. Ngoài đảo thì nhiều cá khô, tiêu đường nhiều. Có tiền nhiều thì làm nhiều, rồi có tiền ít thì làm ít. Năm nào cũng gói bánh tét cho mấy đứa nhỏ nó nhớ đường quê hương. Nó thiếu đủ thứ, nhưng mà có một cái bà con ở đây là có một cái là xung kích lại. Ở cái đảo Hòn Chuối này nó bé, chỉ có mấy chục hộ thôi. Người Kinh có, người Khmer có, và anh em đất liền ra cũng có. Cũng ăn Tết một cái năm mới vui vẻ, năm nào cũng vậy. Thăm Hòn Chuối những ngày Tết, nếu như may mắn quý vị sẽ có cơ hội tham gia vào một trong những sinh hoạt rất đặc sắc của người dân ở Hòn Chuối, đó chính là tắm cá. Tắm cá lại vài bữa mình tắm cần cho mấy con bọ nó trong con mắt nó ra, đừng cho cá nó mù. Mình lấy tắm nước ngọt với nước đá. Vì mình nếu mà mấy ngày Tết mình tắm trước rồi mấy ngày Tết thì nó mình tắm rồi qua mấy bữa Tết thì mình tắm sau nữa. Tắm cá xong rồi tắm người luôn, người cũng ướt luôn. Vâng, nhưng mà tắm cá đầu năm thì chắc hẳn là cũng sẽ mang cái ý nghĩa là may mắn đúng không anh? May mắn và cá mình nó khỏe, rồi nó không phát bệnh. Rồi mình cá mình nó mau lớn, rồi mình bán được năng suất nó cao nữa. Thế đầu năm được tắm cá như này chắc chắn là mát, may mắn mát, rồi. Mát. Tết thì ở đảo thì có nhiều đó. Vui, xứ sở thì phải vui vậy. Và có nhau. Gia đình bên đó
thật anh Hoài Đảm ơi, nhìn là muốn đi ngay luôn, nhưng mà cho tôi hỏi là đi ra đảo thì có dễ dàng không? Hiện tại thì ở Hòn Chuối chứ có tàu cao tốc đâu ạ. Tuy nhiên nếu như chị Mỹ Duyên và quý vị khán giả muốn là được, khó gì đâu khi mà biển đảo luôn ở trong tim chúng ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Vâng, để có được điều đó là biết bao nỗ lực, là sự chung sức chung lòng của hàng triệu triệu con người, trong đó có những người thầm lặng hy sinh. Rất nhiều cái Tết qua và cả Tết này nữa, có những gia đình thiếu vắng một thành viên, bởi vì thành viên đó thì đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Ngày hôm nay trong chương trình đặc biệt Tết với đồng bào 2024, chúng tôi muốn mời quý vị cùng gặp gỡ một người mẹ có con trai đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương. Đó là bác Bàn Thị Yên đến từ chợ đồn Bắc Cạn. Và con trai của bác Yên thì hiện đang là cán bộ biên phòng công tác tại Sìn Hồ, Lai Châu. Cảm ơn bác Yên đã đến với Tết về đồng bào ngày hôm nay. Tết này là Tết thứ mấy rồi mình chưa gặp con trai hả bác? Tết này là Tết thứ tư gì ạ? Vâng. 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 Bác đã có bao giờ lên Lai Châu để thăm anh chưa ạ? Trước đây thì bác lên một lần cũng khá lâu rồi ạ. Bốn cái Tết chưa về thì bác chắc chắn là sẽ rất là nhớ con. Thì bác làm sao có thể vượt qua được cái nỗi nhớ đó ạ? Nhớ lắm rồi, nhớ lắm mà. Nhưng mà cũng điện về cũng ít lắm. Vì nhiệm vụ đấy. Vì nhiệm vụ mà. Mình nghĩ là con là đi làm bảo vệ của Tổ quốc thôi thì mẹ vẫn là rất là vui vẻ. Vâng. Vui vẻ tự hào hơn đấy. Vâng. Có năm nào anh về quê ăn Tết và bác nhớ nhất không? Có ạ, có một năm thì con cũng vào về ăn Tết, nhưng mà về ăn Tết thì thời gian rất ngắn, khoảng mấy tiếng đồng hồ thôi. Con bảo là thôi, về đến thấy mẹ còn khỏe thì được rồi, con lại trở lại đơn vị được. Nhớ nhất là cái năm 2022 là bố mất đấy, thì con cũng về một thời gian rất ngắn ngủi, đi đưa bố đi nơi ăn nghỉ cuối cùng, con quay về con lại đi đến đơn vị luôn. Xong lúc đấy mẹ cũng, tôi cũng rất là hồi hộp, nhưng mà không biết làm thế nào, nhưng mà con đi thì cứ đi. Ngày Tết thì bác có chuẩn bị cái gì để mà chờ đón các con trong ngày Tết không ạ? Có, nhà linh xung quanh ấy thì người ta chuẩn bị đầy đủ hết, xong là vui vẻ, nhưng mà cứ vẫn chuẩn bị, nhưng mà vẫn lo nghĩ đến xong với các con có về không, nhưng mà cứ chuẩn bị mỗi năm một chuẩn bị một con lợn, nhưng mà chờ các con về mới thịt, chứ con không về mẹ cũng không thịt được. Chờ đến bây giờ là 4 năm rồi ạ. Con trai đi làm ăn xa thì những cái dịp Tết như này, ngoài những cái cuộc điện thoại, những lời hỏi thăm thì chắc là anh cũng sẽ có quà Tết cho mẹ chứ đúng không ạ? Có, nhưng mà cũng các con cũng còn khó khăn, bây giờ con còn nhỏ nữa là mẹ cũng không mong các con quà cho bà đâu. Các con có điều kiện về thăm mẹ là được rồi, là cái món quà của mẹ rồi. Với những người mẹ như bác Yên, những người mẹ có con đang làm nhiệm vụ ở nơi xa nhà, thì có lẽ món quà lớn nhất không gì khác đó là khi con được trở về đoàn tụ với gia đình trong những ngày Tết. Và ngay lúc này trong chương trình đặc biệt Tết với đồng bào 2024, chúng tôi muốn gửi tới bác Yên một món quà, đó là những hình ảnh mà phóng viên Quý Hải của chương trình cùng với ekip Tết với đồng bào đã ghi lại từ miền biên giới của tỉnh Lai Châu, nơi mà anh Như, con trai của bác Yên cùng đồng đội của mình đang công tác. Đoàn huấn luyện cơ động bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu với cái nhiệm vụ chính trị chuyên về công tác huấn luyện trong năm thì thường có những nhiệm vụ là huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện quân nhân dự bị, huấn luyện chó chiến đấu và sẵn sàng cơ động chi viện cho các tuyến biên giới khi có lệnh của trên. Anh Như là sinh ra ở xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn đúng không? Vâng. Tôi là dân tộc Dao, sinh ra trong gia đình có 3 anh em trai. Bố cũng là một cán bộ quân đội và mẹ thì ở nhà làm nông. Cái cơ duyên nào hay là một lý do nào đó để anh lựa chọn trở thành quân nhân chuyên nghiệp? Cái hình ảnh người lính đã in sâu trong tâm trí tôi từ cái lúc tôi ngồi trên ghế nhà trường. Và ước mơ đấy đã trở thành hiện thực, và đặc biệt hơn là tôi đã mang cho mình cái quân hàm màu xanh. Đất nước cũng như là biên giới mình rất là bình yên và rất là đẹp. Bà con thì yên tâm sản xuất. Đặc thù của nghề nghiệp trong quá trình công tác thì cũng đã tham gia cùng
đánh án của bộ chỉ huy. Thì nhớ nhất một vụ là ba đối tượng vận chuyển heroin từ Việt Nam lại sang Trung Quốc và chuyên án đã tổ chức đánh bắt thành công. Chào chị, chào cô. Tết cổ truyền của dân tộc mình đến rồi, trên đơn vị có tổ chức tất niên. Vì cũng mời gia đình ăn Tết với đơn vị. Cảm ơn đơn vị, giờ gia đình sẽ lên đơn vị ăn Tết cùng bộ đội ạ. Đồng chí Như phát huy truyền thống của gia đình trong quá trình công tác trên nhiều cương vị, đồng chí đều xác định trách nhiệm của người cán bộ đảng viên, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau khi bố tôi mất, mẹ tôi luôn căn dặn tôi rằng bố con là người lính gương mẫu, con phải cố gắng phấn đấu như thế nào để xứng đáng với bố, xứng đáng với hình ảnh của người lính biên phòng. Do nhiệm vụ 2 năm qua, tôi không gặp được mẹ, nhà thì ở vùng sâu, điện thoại khó liên lạc nên cũng chỉ biết viết những bức thư hay gói quà gửi về cho mẹ. Cái món quà của anh Như anh ấy tặng cho chú bác ạ. Trong những chuyến công tác của tôi tại các đồn biên phòng ấy, thì có một điều tôi nhận ra thấy rằng là khi nhìn ánh mắt cũng như là nụ cười của bà con nơi biên giới ấy, thì cái điều đáng giá nhất đối với bà con mà cán bộ chiến sĩ biên phòng dành tặng đó chính là sự bình yên nơi biên giới. Vâng. Bởi vì cái sự bình yên đấy không dễ dàng mà có được, đúng không ạ? Khi mà chúng ta vui xuân đón Tết, khi mà đồng bào các dân tộc rồi là người dân cả nước đón Tết thì các chiến sĩ của chúng ta vẫn phải làm nhiệm vụ ở nơi biên cương rồi nơi hải đảo nữa. Vâng. Đây là món quà anh Như gửi mẹ. Ui. Vâng. Cái quà này thì anh Như anh ấy mua ở một phiên chợ ở Sìn Hồ. Mong muốn là bác một năm mới cũng như là một mùa đông ấm áp hơn. Mẹ đang rất xúc động mà bác nhận món quà này thì cảm nghĩ của bác bây giờ là như thế nào ạ? Rất cảm ơn mẹ, cảm ơn con ạ. Vâng. Vâng, bình thường thì với đồng bào mình ở trên bản thì những ngày Tết thì mình có chuẩn bị những cái món quà như là áo quần hay những chiếc khăn như thế này không bác? Có nhưng mà không đẹp nha. Có nhưng mà không đẹp này, quà của con trai chọn. Con trai đồng đội chọn nó dưỡng đẹp nhất. Vâng, vừa rồi là quà con trai, còn bây giờ là món quà đặc biệt mà chương trình gửi tới bác Yên cùng những người mẹ đang có con công tác xa nhà. Mùa xuân nói với em điều gì mà sao mắt em vui thế, tình yêu nói với em câu gì mà sao tôi thấy em bâng khuâng. Mẹ ơi sáng nay xuân về, mẹ trông ra ngoài hiên vắng, mẹ mong đứa con xa nhà rồi mùa xuân anh ấy sẽ về. Mẹ bảo con về thăm mẹ, mẹ khỏe không ạ? Khỏe quá. Con khỏe không? Cháu khỏe không? Cũng có. Con bà thương con quá, như vậy thằng cháu con này. Chúng con với vợ chồng con được các cháu về thăm mẹ. Mẹ hôm nay không đẹp bằng thằng cháu nhá. Mẹ, Tết này chúng con được về ăn Tết với mẹ rồi ạ. Thưa quý vị, sự xa cách làm dâng lên hạnh phúc của ngày gặp mặt, có hy sinh của những gia đình nhỏ để làm nên một mùa xuân trọn vẹn cho đất nước. Xin được cảm ơn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và đặc biệt là các cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn huấn luyện cơ động 3 tầng đã mang lại một mùa xuân gặp gỡ thật ấm áp ngay tại trường quay của chương trình Tết với đồng bào ngày hôm nay. Mẹ ơi, sáng nay xuân về, mẹ trông ra ngoài hiên vắng, mẹ mong đứa con xa nhà rồi mùa xuân
năm qua là năm tạo được dấu ấn đặc biệt về phát triển hạ tầng giao thông, khi đã có 26 dự án được khởi công và đã đưa vào khai thác 22 công trình dự án quan trọng. Những con đường trắc trở khó đi giờ đã được thay thế bằng những tuyến cao tốc hiện đại. Riêng trục cao tốc Bắc Nam đã hoàn thành thêm gần 500 km, giúp tháo gỡ các nút thắt về kết nối liên vùng, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ dài hơn 40 km với 4 làn xe, mặt đường rộng 14 m, vận tốc thiết kế 90 km/h. Khánh thành đúng dịp cuối năm nên hành trình về quê ăn Tết của những người làm việc xa nhà như anh Thắng rút ngắn được gần một nửa thời gian so với trước đây. Vâng, cà phê đây. Ngày trước thì chúng tôi đi phải mất 3 đến 4 tiếng thì mới có thể về được đến quê hương của mình. Nhưng mà năm nay sau khi cao tốc khánh thành thì chúng tôi đã đi thuận lợi hơn, chỉ còn hơn 2 tiếng là đã về được đến nhà rồi. Giáp Tết là cao điểm tiêu thụ hàng nông đặc sản. Gần 2.000 suất quà Tết đang được nhân viên hợp tác xã này đóng gói để chuyển đi Hà Nội. Măng khô, mộc nhĩ, nấm hương, lạp xưởng và các loại chè. Đây đều là những đặc sản của Tuyên Quang được hợp tác xã thu mua, hỗ trợ tiêu thụ cho bà con dân tộc thiểu số địa phương. Từ ngày có cái cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ thì tiêu thụ các sản phẩm của địa phương, đặc biệt là các cái vùng sâu vùng xa sẽ được kết nối. Cái tuyến cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ mở ra một cái không gian phát triển mới, tháo gỡ được cái điểm nghẽn trong giao thông đối với địa bàn tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang. Trong năm qua, cao tốc Bắc Nam hoàn thành thêm gần 500 km. Riêng đoạn đi qua Thanh Hóa dài 98 km đã thông xe toàn tuyến. Thời gian di chuyển từ Hà Nội về Thanh Hóa rút ngắn xuống chỉ còn hơn 2 giờ đồng hồ. Đây là lợi thế để du lịch xứ Thanh thu hút du khách từ Hà Nội và các địa phương lân cận. Từ đó thì cũng mở ra những cái tuyến du lịch mới cho những cái huyện lân cận. Ví dụ như là Cẩm Thủy hay là Vĩnh Lộc, Thọ Xuân đã mở ra cái tour du lịch ở liên huyện. Suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy là một trong 4 điểm tham quan thuộc tuyến du lịch mới hình thành, cùng với Lam Kinh, Thành Nhà Hồ và Đền Đồng Cổ. Sau khi có cao tốc mới, lượng du khách đến với suối cá tăng trung bình từ 15 đến 20%. So với trước thì bây giờ nó không những là đường đã đẹp này, lại tốc độ chạy nhanh này, để rút ngắn cái đường mình đến mà hơn nữa là đi an toàn hơn. Khu di tích lịch sử Lam Kinh nằm trên địa bàn xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân. Đây là quê hương của anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích của khởi nghĩa Lam Sơn thế kỷ thứ 15. Nét rêu phong cổ kính nơi đây thu hút nhiều du khách đến du xuân, đặc biệt là sau khi kết nối giao thông với cao tốc mới. Trong cái dịp xuân Giáp Thìn này thì Ban Quản lý Di tích Lam Kinh đã cho chuẩn bị các cái điều kiện và để phục vụ khách tham quan. Và chúng tôi tôn tạo lại cái cảnh quan, vệ sinh lại môi trường, đặc biệt là các cái hệ thống hàng quán dịch vụ, cảnh quan cây cảnh để mà phục vụ khách tham quan. Du xuân vãn cảnh, thắp nén tâm hương dâng lên các anh hùng dân tộc để lòng thanh tịnh và an yên. Đi lại thuận tiện hơn, thời gian di chuyển nhanh hơn. Hành trình du xuân của du khách vì thế cũng sẽ suôn sẻ hơn. Đó là khởi đầu cho một năm mới vạn sự hanh thông. Những trái ngọt được thu về mang theo cả niềm vui, niềm hạnh phúc. Nhưng hành trình để có trái ngọt là cả một chặng đường dài với rất nhiều nỗ lực. Một năm qua cũng đã ghi nhận sự chung sức của biết bao đồng bào các dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền của đất nước. Ngày xưa cái đường còn không có đường đi và còn vác đi rồi vẫn rất là khó. Bây giờ thì có xe máy chở đến tên nhà, có đường đi vào đến tận trong bản thì rất là tiện đi lại. Tiện thế nào được, bây giờ xã hội người ta làm đường cho tốt cho người dân đi lại, phải hiến chứ, người ta được viên phải hiến cho anh em đi lại, làm tương lai con đường tốt đi lại đó thôi. Cung đường vượt đèo dốc dài 3,7 km này hoàn thành đã giúp nối liền hai thôn Nà Tròn, Ngàn Cậm của xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
Để có được kết quả này, hơn 30 hộ dân thuộc hai thôn đã tự nguyện hiến gần 1 hectare đất và hàng nghìn cây trồng trên đất với giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng. Bà con được thụ hưởng rất là nhiều về cái từ con đường. Thì bà con hiến đất thì từ nay thì bà con thấy phát triển được cái về cái kinh tế rừng, phục vụ sau đời nhiều đời luôn. Được đầu tư xong cái tuyến đường thì bà con rất là phấn khởi và tin tưởng về cái sự đường lối của Đảng và Nhà nước. Tại xã Hoành Mô, cuộc sống của bà con dân tộc thiểu số tại các thôn bản đến nay vẫn còn khó khăn. Đất đai, cây trồng, ruộng vườn là tài sản lớn nhất của mỗi gia đình. Thế nhưng, việc hiến đất để mở đường, xây dựng các công trình dân sinh luôn được bà con đồng tình, ủng hộ. Không tiếc đâu, tiếc thì không được đường đi rồi. Vào đồng ý hết mới được cái đường đi lại. Trước thì đi cất đất đổ này nó dính hết cái chân này đi sạch réo. Đi lại thì phấn khởi lắm rồi. Có xe thì đi xe, không có xe thì đi bộ thôi. Nhờ có sức dân mà từ năm 2022 đến nay, xã Hoành Mô đã hoàn thiện được hầu hết các tuyến đường liên thôn, liên xóm và nội đồng. Tham gia hiến đất, hiến cây cối tài sản trong các quá trình tổ chức triển khai, nếu mà không có sự tham gia, không có sự vào cuộc của người dân thì chắc chắn là sẽ không tổ chức triển khai được thực hiện cái chương trình này. Cơ bản cứng hóa được toàn bộ hệ thống đường giao thông trong huyện. Đây là một thành tựu nổi bật mà Bình Liêu đạt được khi khép lại năm Quý Mão. Kết quả này có được nhờ sự chung sức đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân. Khi đã có hàng trăm hộ dân hiến đất, nhiều hectare đất được hiến trong năm 2023. Hệ thống giao thông thì có sự đồng thuận nhất trí của người dân trên địa bàn đã rất tích cực hưởng ứng và cùng góp công góp của vào để triển khai thực hiện. Thì đến nay thì trên địa bàn huyện hệ thống giao thông thì ngày càng được đồng bộ và đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Cùng với những con đường được hoàn thành, cuộc sống của bà con thôn bản tại Bình Liêu đã ngày một đổi thay. Vùng đất từng là một trong những nơi xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Quảng Ninh, nay đã gần hơn với mọi người. Bình Liêu đã dần được nhắc nhớ trong ký ức của nhiều người, nhiều du khách, là vùng đất biên cương với những cung đường nên thơ và những mùa hoa. Vun đắp cho tương lai, cho cuộc sống của đồng bào, không chỉ có sự chăm chỉ chịu khó của người dân mà hơn thế nữa còn là những chính sách thể hiện sự quan tâm vun trồng cho cuộc sống mới của bà con. Năm 2023 cũng là năm đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các chính sách, các giải pháp thiết thực để đồng bào vùng sâu, vùng xa được tiếp cận và thụ hưởng những ưu đãi hỗ trợ đến từ Đảng và Chính phủ. Các chính sách là động lực để từng bước xây dựng và cải thiện đời sống của đại bộ phận bà con dân tộc thiểu số. Nhờ vậy mà bộ mặt nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số thì đã có bước thay đổi đột phá. Và cuộc trò chuyện của phóng viên Tết với đồng bào với ông Y Thanh Hà Nikadam, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội ngay sau đây sẽ cho quý vị và các bạn hiểu rõ thêm về những đổi thay này. Vâng, xin chào ông ạ. Trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời mời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam. Nhân dịp đầu năm mới, xin được kính chúc ông sẽ có một năm dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý ạ. Thưa ông, trong năm 2023 là năm mà chúng ta đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn mới, đặc biệt là chương trình mục tiêu tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đánh giá của ông thì các chương trình mục tiêu quốc gia này đã tạo sự chuyển biến như thế nào trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và diện mạo của khu vực miền núi trong năm vừa qua, thưa ông? Thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia đã có những kết quả đạt được nhiều cái kết quả quan trọng bước đầu. Cái kết quả đạt được nó đã làm thay đổi cơ bản đời sống người dân ở vùng nông thôn, vùng thiểu số, cơ sở hạ tầng thì cũng đã được hoàn thiện. Nhiều cái tuyến xã đặc biệt khó khăn thì đã có đường bê tông, đường nhựa về đến tận trụ sở. Nhiều khu vực dân cư thì đã được cứng hóa, đảm bảo về hạ tầng và nhà cửa thì đã trở nên kiên cố hơn. Các cái mô hình sản xuất và các cái tín dụng xã hội thì đã hỗ trợ mạnh vào đời sống của người dân. Có thể đánh giá rằng qua việc thực hiện các chương trình này thì đời sống của người dân ở vùng nông thôn, ở vùng miền núi, vùng đồng bào thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn đã có những cải thiện rõ rệt trong cả cái sinh kế và trong cả cái nhu cầu thụ hưởng các đời sống văn hóa và giá trị tinh thần.
Vâng, năm 2023, lần đầu tiên Quốc hội tổ chức giám sát 3 chương trình mục tiêu quốc gia và đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri cũng như nhân dân cả nước. Việc này thì thể hiện điều gì ạ? Và liệu rằng chúng ta có thể làm gì để các chương trình mục tiêu quốc gia có thể phát huy tối đa hiệu quả trong thời gian tới ạ, thưa ông? Hội đồng dân tộc thì được Quốc hội giao cho là cơ quan thường trực của đoàn giám sát 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Và qua cái thực hiện cái giám sát thì hội đồng đã tham mưu cho đoàn giám sát trong khâu triển khai tổ chức thực hiện, từ xây dựng kế hoạch đến các nội dung cụ thể để đi khảo sát cho các đoàn công tác của đoàn giám sát, và đã trình cho Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, và Quốc hội đã thống nhất ban hành nghị quyết số 108/2023/QH15 về nghị quyết kết luận cái giám sát ban trình mục tiêu quốc gia. Và trong cái nghị quyết giám sát ban trình mục tiêu quốc gia cũng đã chỉ ra những cái tồn tại vướng mắc, những cái nội dung cần phải có những giải pháp hết sức là cụ thể với 6 nhóm chính sách giải pháp. Và trên cơ sở đó thì Quốc hội cũng đã quyết nghị chính phủ cần phải có cái xây dựng và trình một cái hồ sơ về cái xây dựng nghị quyết đặc thù nhằm để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo thực hiện các mục tiêu của chương trình và thúc đẩy hiệu quả hoạt động của ban trình mục tiêu quốc gia tại kỳ họp gần nhất. Theo ông, hướng đi của các chương trình mục tiêu quốc gia từ nay cho đến hết nhiệm kỳ sẽ ra sao? Và ông kỳ vọng điều gì từ các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ mang lại cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới ạ? Tôi tin tưởng rằng là sẽ tháo gỡ được các cái điểm nghẽn và thúc đẩy các cái chương trình hoạt động và thực hiện có hiệu quả, đảm bảo theo mục tiêu đặt ra. Qua đó sẽ thúc đẩy cái đời sống người dân, giảm bớt cái khoảng cách về thu nhập giữa các vùng miền và làm cho người dân yên tâm bám đất, giữ rừng để và tin tưởng vào cái vai trò lãnh đạo của Đảng và của chính quyền. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi này. Mục tiêu lớn nhất mà các chính sách dân tộc đặt ra là xóa đói giảm nghèo, từng bước thay đổi về đời sống mọi mặt của bà con vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giúp khu vực này tiến kịp và phù hợp hơn với tiến trình phát triển chung của cả nước. Có được niềm vui này là nhờ các chính sách của nhà nước đã hỗ trợ kịp thời và tháo gỡ khó khăn để họ có điều kiện vươn lên xây dựng đời sống mới, ổn định và phát triển bền vững. Thôn Đắc Á của chúng tôi được thành lập thì năm 97. Từ đó đến giờ thì rất là khó khăn. Vì đặc biệt khó khăn thì bà con đầu tiên thì chưa có ngành nghề, rồi với lại cách làm ăn. Đến bây giờ thì được sự quan tâm là phải học rất là nhiều, rồi lớp tập huấn, rồi mọi cái cách làm ăn, rồi là đều được phải qua tập huấn của chính quyền rất là nhiều. Cho nên họ rất là phấn khởi và vui mừng. Từ khi được chuyển về ở ngôi nhà mới, ngày nào vợ chồng anh Điều Lý cũng có mặt ở vườn điều. Ngoài áp dụng những kiến thức được học từ các lớp tập huấn về chăm sóc điều, anh chị còn chăm sóc đàn bò do Đoàn Kinh tế Quốc phòng hỗ trợ cho thôn. Những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy lại là bước ngoặt lớn, không chỉ riêng với gia đình của anh Điều Lý. Bây giờ này là sự quan tâm của Đảng, của nhà nước này đã gia đình bà con ở đây, cái cả tôi thì cũng là thay đổi rất là khác hẳn. 61 ngôi nhà kiên cố được dựng lên là khởi đầu cho cuộc sống mới của 61 hộ nghèo người dân tộc Stiêng. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 778, Quân khu 7 cùng Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đồng hành cùng với người nghèo ở đây. Các cái chương trình mục tiêu quốc gia của nhà nước tạo rất tốt các cái điều kiện cho chúng tôi thực hiện nội dung này, đặc biệt như là đường, xá, điện và các cái chương trình khác nữa, thì có thể nói rằng là nó đã tạo cái nền tảng cơ sở để cho chúng tôi thực hiện các nội dung trên, góp phần lớn vào cái việc mà hoàn thành cái nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như là việc xóa đói giảm nghèo địa phương. Năm 2019, tỉnh Bình Phước ban hành chương trình giảm 1.000 hộ nghèo mỗi năm. Tại huyện Bù Đăng, năm 2023 chỉ còn 0,65% hộ nghèo. Trong 5 năm thực hiện chương trình giảm 1.000 hộ nghèo, huyện này luôn vượt chỉ tiêu đề ra. Như một cái nhà đại đoàn kết chúng tôi là khoảng 86 triệu cho một người hộ nghèo dân tộc thiểu số. Thì trong đó là có nguồn của chương trình dân tộc miền núi, trong đó là có cái nguồn giảm nghèo và trong đó có nguồn vận động ở tại địa phương. Nó phối kết hợp cả ba chương trình
thì nếu không có những nguồn chủ động thì chúng tôi cũng không vận động được nguồn khác. Cho nên đánh giá rất cao là các cái chương trình mục tiêu quốc gia đã hỗ trợ cho việc giảm nghèo này. 3 năm gần đây, tỉnh Bình Phước nhận được 2.900 tỷ đồng đầu tư từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Nguồn lực này đã kịp thời giúp địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo. Các nguồn vốn của trung ương và địa phương thì đã hỗ trợ rất tích cực cho việc là hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu, cũng như là tạo việc làm, tạo sinh kế, tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, cho những hộ nghèo. Và đặc biệt là đã góp phần trong việc chuyển dịch về cơ cấu kinh tế, cũng như là chuyển dịch cơ cấu lao động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng sự nỗ lực của các cấp và đoàn thể, chỉ trong 5 năm qua, địa phương này đã có 12.105 hộ thoát nghèo, trong đó có 6.539 hộ người dân tộc thiểu số. Hiện toàn tỉnh chỉ còn 1.100 hộ nghèo, chiếm 0,4% dân số. Đời sống người dân ổn định đã tăng cường khối đại đoàn kết, cũng như sự tin tưởng vào những chính sách nhân văn, thiết thực của nhà nước. Và năm nay, đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Bình Phước đón Tết trong không khí vui vẻ và đầm ấm. Chúc mừng năm mới! Năm 2023 không chỉ trôi qua với những nếp nhà khang trang, ấm áp, những vụ mùa bội thu, đó còn là niềm tự hào khi người dân cả nước, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, đã góp phần đưa hai chữ Việt Nam được nhiều lần vinh danh trên trường quốc tế. Thật tự hào khi đất nước ta có 54 dân tộc anh em. Đó là 54 kho báu chứa đựng những giá trị vô bờ bến. Ngày hôm nay khi được đứng ở đây, được gửi lời chúc mừng năm mới tới đại gia đình Việt Nam, mỗi người chúng ta lại càng có thêm niềm tin về việc giữ gìn những giá trị quý báu ấy để tạo nên những mùa xuân mới. Phim tài liệu Những đứa trẻ trong xương do đạo diễn người Tây Hà Lệ Diễm thực hiện đã giúp điện ảnh Việt Nam vượt qua 143 tác phẩm khác trên toàn thế giới, lần đầu tiên lọt vào top 15 đề cử Oscar năm 2023 ở hạng mục dành cho phim tài liệu. Extraordinary, riveting, compelling and eye-opening. The award for best directing goes to Diem Hà Lệ for her wonderful phim Những đứa trẻ trong xương thì nó là một cái hành trình mà mình phải dùng một từ là kỳ diệu luôn. Lúc mới đầu là mình muốn làm một bộ phim về tuổi thơ. Sau khi mà quay hết xong và có những nhát phim ấy, thì mình mới nhận ra rằng là nó là một cái bức chân dung rất là nhỏ, rất là đơn giản về một cô bé sống ở miền núi Việt Nam, nhưng mà nó có thể cho mọi người nhìn thấy thêm nhiều thứ về văn hóa của người dân tộc thiểu số Việt Nam và thấy một cái đồng cảm chung. Phim đã tham gia gần 100 liên hoan phim lớn nhỏ và cũng đã giành 34 giải thưởng tại các liên hoan phim này. Phim còn ra rạp tại Mỹ, Hà Lan, Singapore và nhiều quốc gia khác. Lần đầu tiên, quốc ca Việt Nam được vang lên tại giải đấu bóng đá danh giá nhất hành tinh World Cup 2023. Có được khoảnh khắc lịch sử này là nhờ bàn thắng của trung vệ thép người Khmer Trương Thị Kiều. Bị nổi da gà hết ấy. Kiểu lúc đó là em biết là bản thân mình là sẵn sàng ra sân để chiến đấu. Một cô gái Khmer mặc kệ vết thương lớn rớm máu ở đùi để tiếp tục thi đấu SEA Games 30, vẫn sẵn sàng cống hiến vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc. Cùng với rất nhiều đồng bào khác, họ đã biến niềm đam mê, lòng tự hào và tình yêu Tổ quốc trở thành sức mạnh, mang theo tinh thần chiến binh để ngày mai sẽ có nhiều hơn nữa hai tiếng Việt Nam tiếp tục được vang lên trong những sự kiện mang tầm vóc quốc tế. Ngày 12 tháng 3 năm 2023, Tổ chức Du lịch Thế giới đã trao giải thưởng Làng Du lịch Tốt nhất Thế giới. Tổng cộng có 32 địa điểm của 18 quốc gia trên toàn thế giới được vinh danh với danh sách đề cử gồm 130 bản làng thuộc 57 quốc gia. Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại giải thưởng danh giá này. Thái Hải là nơi nét văn hóa truyền thống và nếp sống xưa cũ của người Tày được gìn giữ gần như nguyên vẹn. Về đây với bà con người Tày để cảm nhận yêu thương từ sự mộc mạc chân thật.
từ những chiếc bánh ngọt ngào đến những chén rượu men say nghĩa tình. Những ngôi làng bình dị không chỉ là nơi đáng sống của đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn là nơi đáng đến với bạn bè quốc tế. Vì vâng, mời anh lại. Một mùa xuân mới đã về, lộc biết đã đâm chồi khắp muôn nơi, gieo vào lòng người hy vọng cho những khởi đầu mới, suôn sẻ và thuận lợi. Đào mai khoe sắc thắm, nhà nhà sum vầy bên mâm cơm ngày Tết, rộn ràng những lời chúc một năm mới hạnh phúc, bình an, nhiều tài lộc. Đó cũng là lời chúc Tết mọi nhà mà ekip thực hiện chương trình Tết với đồng bào 2024 muốn gửi tới quý vị và các bạn trong bài hát khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Khi ngoài sân tung bay cánh én đón Tết bao người vui chúc mừng. Ngoài sân đâm bông xanh bia đón Tết sang rộn ràng lớn lớn. Cành đào phai nương nhựa trong gió bánh tét dưa hành bên bếp lò. Từng đường mai thơm hương rực rỡ bao điều may ùa về như mơ. Ta xin chúc những điều tuyệt vời mang Tết theo về cùng mọi người. Tết vui hồn nhiên cười tươi lòng bình yên. Chúc Tết an vui. Năm mới thêm nhiều đào hoa, thiên tài lộc xanh như lá, gia đình đoàn viên vui qua, khắp miền quê hương Tết này rộn rã. Chúc Tết an lành mọi nơi, quên hết âu lo cuộc đời, tâm hồn rộn rã vơi vơi, duyên tình bền nguyên như mới, sum vầy bên nhau Tết thêm tươi vui. Xanh như lá,